Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm Tân Sửu, Ngày này là ngày canh tuất tháng nhâm thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày canh tuất tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh chua kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thoa xuyến kim kỷ tuổi giáp thìn mậu thìn ngày thuộc hành kim khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. ngày tuất lục hợp với mão tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục xung với thìn hình mùi hại dậu phá mùi và tuyệt thìn. vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, tuổi xung trong tháng tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết cầu tài lộc, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng dại oan trừ được các sao xấu, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần, thất sát, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao cựu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao bạch hổ. Kỵ về an táng, sao quỷ khóc, sau đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mà các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 2 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi Tý xem tử vi cho thấy ba tuổi Tý đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi tí luôn có được sự nghiêm túc trong công việc và bạn sẽ nhận được phần tượng xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra. Cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mọi khi giao cho bạn bất cứ nhiệm vụ gì, dù có khó khăn đến đâu chăng nữa. Và trong tương lai, với bạn tuổi tí có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Đây cũng chính là lúc với bạn tuổi tí cần phải hăng hái và tự tin hơn nữa. Khi đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn tuổi Tý hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đi tới thành công nhanh hơn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc thủy, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được máy in ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nhau cho nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau và hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, hoàn thành tốt công việc được giao, được cấp trên tin tưởng, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, tự tin khi bắt tay vào công việc, tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa phát huy được năng lực của bản thân có tương lai sáng lạn từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ chưa thực sự tháo hiệu nữa kia từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc vợ chồng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn và đánh giá của bà tuổi tí trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 54 số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi sửu đang gặp ngày có thương quan giáng họa cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi sửu và lãnh đạo rất dễ trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng nhau và nếu như bạn tuổi sửu không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình thì có thể sẽ gây ra những hành động ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai của mình nữa trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này đối với những bạn kinh doanh buôn bán đầu tư cũng cần phải cực kỳ thận trọng trước khi đưa ra quyết định nếu không bạn rất dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát và tốt nhất là bạn mạnh tuổi Sửu không nên ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay bạn hãy chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn với mình thì hãy tiến hành bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu nếu như muốn phát triển nhanh chóng thì trong ngày này có thổ khí vượng nhắc nhở bạn hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ nếu không muốn bị tụt hậu thì với bạn tuổi sửu không thể cứ mãi giữ quan điểm như vậy được về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim dễ mau thuận với lãnh đạo vì quan điểm bất đồng từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy hành động bốc đồng từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên đưa ra những quyết định quan trọng trong làm ăn từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ chờ đợi một thời cơ khác sẽ thích hợp hơn để khẳng định bản thân từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên giữ những quan điểm lạc hậu và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 20 số 57 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Hợi Từ vi tuổi dần chủ nhật ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bà tuổi dần đang gặp ngày có mộc khác với thổ cái điều này làm cho bà tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn và bạn tuổi dần, bạn không nên quá chú tâm vào sở thích cá nhân mà vô tình bỏ quên những người thân yêu luôn ở bên cạnh mình. Bạn tuổi dần đừng có để cho tình cảm giữa mình và mọi người dần lạnh nhạt đi. Với bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này cũng không được lòng tập thể vì bạn tính cao ngạo, cố chấp của mình, chỉ thích làm theo ý của mình mà không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai bạn tuổi dần nên dành thái độ tôn trọng cho những người có ý định giúp đỡ mình dù có chấp nhận ý kiến của người đó hay là không. Ngày này nếu như bạn tuổi dần có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng tây nam. Đây là hai hướng tốt giúp cho bạn làm việc gì cũng có được sự hanh thông thuận lợi. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập bạn bè. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ suy nghĩ cố chấp không nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không được lòng tập thể hãy sửa đổi tính xấu của mình. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 60, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Mão xem tử vi cho thấy bà tuổi Mão đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp xuất hiện, cho nên với bà tuổi Mão trở nên rất sĩ diện và bản mệnh không muốn nghe theo bất cứ ý kiến trái chiều nào và sẵn sàng tranh cãi khi có người bất đồng ý kiến với mình. Cái điều này khiến cho mọi người cảm thấy bạn khá nóng nảy và không muốn hợp tác với bạn nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi mạo trong ngày Chủ nhật này, bạn nên chú ý để có cách cư xử khéo léo hơn thì hôm nay sẽ là một ngày khá thích hợp để cho bạn xây dựng các mối quan hệ về làm ăn. Bạn mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng giúp cho việc đầu tư kinh doanh của bạn được thuận lợi hơn trong tương lai. Ngày này với bạn tuổi mão cũng đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi mão vốn là một người thông minh và tài giỏi. Vì vậy bạn hãy không ngừng rèn luyện bản thân mình để có thể uh, trở thành người xuất sắc hơn nữa. Dù bạn làm việc gì ở môi trường nào, bạn tuổi Mão cũng nên chủ động và tự giác, chứ không được trì trệ hoặc là tìm cách đối phó cho khoa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, không muốn nghe ý kiến trái chiều, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tính cách nóng nảy, kiêu ngạo, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, thích hợp trong việc xây dựng các mối quan hệ về làm ăn, từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên tích cực, chủ động hơn trong công việc, từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, trì trẻ, có xu hướng dễ dàng bằng lòng với thực tại. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 45, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Thìn xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang có điểm báo trải qua một ngày công việc gặp nhiều trở ngại do chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tương xung gây ra. Bạn mệnh tuổi Thìn là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi lại quá nóng nảy, bốc đồng dễ khiến cho cấp trên và đồng nghiệp bạn bè ác cảm với mình. Và trong ngày này, nếu như bạn tuổi thìn làm trong những lĩnh vực về làm ăn, kinh doanh buôn bán, thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn đưa ra lựa chọn về đầu tư, bởi bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Vì vậy, với bạn tuổi thìn, bản mạnh không nên tham lam nhất thời, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại ở phía sau ngày này với bạn tự thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm nhiều tới tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai đang mắc bệnh về dạ dày hoặc là đường ruột. Và nếu như bạn tự thìn cảm thấy không khỏe thì nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình hoặc là đi khám bác sĩ ngay khi cơ thể mình có dấu hiệu bất thường về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc gặp phải nhiều trở ngại tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng uh, cấp trên đồng nghiệp và bạn bè tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên đưa ra những quyết định về đầu tư tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chú ý quản lý về tài sản tránh bị thất thoát từ vi tuổi nham thìn thuộc mệnh thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bà tử thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 37, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 Vạn trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bà tuổi tỵ đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi tỵ dễ vướng phải những mâu thuẫn hoặc là tranh chấp với đồng nghiệp bạn bè trong ngày và bạn tuổi tỵ có thể sẽ phải đứng một mình một chín tuyến và không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai bạn cần phải xem xét lại bản thân mình đi với bạn tuổi tỵ bạn vốn là con giáp có chí lớn thế nhưng nhiều khi bạn hành động quá độc lập và không muốn nhờ cậy sự giúp đỡ của bất cứ ai. Và bạn tuổi tỵ hãy nhớ rằng chẳng ai có thể sống trên đời này một mình được cả. Bạn cần phải mở rộng mối quan hệ của mình và học cách làm việc nhóm. Và trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy... Trong gia đình, bạn tuổi tỵ cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc, bạn tuổi tỵ luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa vướng phải nhiều mâu thuẫn hoặc là tranh chấp với đồng nghiệp, bạn bè. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, không nhận được sự ủng hộ của mọi người, bạn cần phải nhìn nhận lại bản thân. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc nên mở rộng các mối quan hệ, học cách làm việc theo nhóm. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim trao đổi để đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 50, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ cho nên với bà tuổi ngọ trở nên rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc dù cho hoàn cảnh hiện tại không mấy thích hợp để cho bạn thể hiện tài năng của mình bạn mệnh tuổi ngọ thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ do dự. Tuy nhiên, với bà tuổi ngọ, khi đứng trước bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu, rồi về sau, khi gặp rắc rối, lại thành ra chán nản, muốn bộ dựa dựa chừng và buông xuôi không muốn thực hiện nữa ngày này với bà tử ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tử ngọ và gia đình đang vô cùng là hòa hợp bạn và nữ kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau và đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt và luôn muốn ở bên nhau từng phút từng giây nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nhiệt tình hăng hái trong công việc tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên đưa ra những quyết định nóng vội tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa dễ bùa cuộc khi gặp phải khó khăn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tình cảm lứa đôi được thám thiết bền chặt Vài đánh giá của bạn Tứ ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 30, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử Vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi Mùi, xem Tử Vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu Mùi và cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bạn mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề nên không muốn nhận lời góp ý hay là giúp đỡ của bất cứ ai. Với ba tuổi mùi, bạn đang có được sự hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tin phong. Thế nhưng, bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội và không chịu suy nghĩ kỹ càng. Bạn hãy cẩn thận hơn nữa bởi chắc hẳn bạn không muốn tốn thời gian để khắc phục hậu quả trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo trong ngày hôm nay dù có bất mãn đi chăng nữa thì bạn tuổi mùi cũng phải thể hiện quan điểm một cách khiếu liếu không nối năng thiếu suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình về sau này về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim đang có sự tự tin thái quá, không nghe theo sự góp ý của bất cứ ai. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy sẵn sàng tin phong làm mọi việc. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa dễ làm mất lòng người khác vì không chú ý trong cách ăn nói. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên nghe theo sự sắp xếp của những người đi trước những người lãnh đạo từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên cẩn thận hơn trước khi đưa ra quyết định. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 47, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi thân, xem tử vi cho thấy, bà tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này làm cho bạn tuổi thân đang rất hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn có được sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau. Nhờ vậy mà hai người ít khi bất đồng ý kiến. Và thời gian gần đây, tình cảm của hai người đã được hâm nóng rất nhiều rồi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân bạn là một người cha người mẹ rất quan tâm tới con cái của mình và bạn tuổi thân luôn muốn mình trở thành một người bạn của con cái chứ không phải là một người bề trên cứng nhắc chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo cho con cái ngày này bạn tuổi thân còn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ cái điều này giúp cho cuộc sống của bạn được cải thiện nhiều hơn nhờ vào các công việc làm thêm bạn tuổi thân bạn không phụ thuộc vào bất cứ công việc nào mà luôn dặn mình cần phải cố gắng hơn nữa kể cả khi phải đối diện với nghịch nghịch cảnh đi chăng nữa và bạn cũng biết mình thuộc côn giáp phát tài phát lộc trong cái thời gian tới nữa về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có được sự hòa hợp với nửa kia hai người luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ham nóng tình cảm vợ chồng trong khoảng thời gian này tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ quan tâm và muốn làm bạn với con cái của mình tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cuộc sống được cải thiện nhờ vào sự chăm chỉ lao động làm việc từ vi tuổi nham than thuộc mệnh kim cố gắng hơn nữa dù phải đối diện với nghịch cảnh về đánh giá của bạn tuổi than trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 24 số 60 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu Từ vi tuổi giàu, Chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi giàu, xem tử vi cho thấy, bà tuổi giàu nhờ có tam hội phù trợ, cho nên với bà tuổi giàu đang có được báo hiệu gặp nhiều thuận lợi uh, trong các mối quan hệ xã hội ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi giàu dễ tạo được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ trò chuyện đầu tiên. Nhờ vậy mà bạn có được cơ hội tìm được người đồng chí hướng cùng giúp đỡ nhau trong tương lai nữa. Và công việc của bạn tuổi giàu trong ngày chủ nhật này cũng có những chuyện biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Và nếu như bạn tuổi dậu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động để nắm bắt lấy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi dậu luôn là người rất tự hào về gia đình mình. Bạn luôn có quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện và tâm sự, thấu hiểu nhau. Chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay là nghi kỵ nhau cả. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, quan hệ xã giao được thuận lợi, gặp được người đồng chí hướng. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, có được nhiều ý tưởng sáng tạo, khiến cho mọi người ngạc nhìn. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội. Từ vi tuổi quý giàu, thuộc mệnh kim, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 31, số 44, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho nên đối với bạn tuổi Tuất làm ăn khá thuận lợi trong ngày hôm nay và đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác mở ra nhiều cơ hội phát triển trong trong tương lai. Bạn tuổi Tuất bạn là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi. Đó là lý do chính giúp cho bạn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Và bạn cũng có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, tạo bước đẹp cho tương lai về sau này. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất hôm nay là một ngày thích hợp để chữa bệnh hoặc dù không mắc bệnh gì, bạn cũng nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân. bạn hãy ăn uống và sinh hoạt điều độ để cho cơ thể mình luôn tràn đầy sức sống. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa làm việc dựa trên sức lao động của chính mình. tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác. tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc tính cách ôn hòa, rộng rãi, được nhiều người yêu mến, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, chú ý sức khỏe bản thân, sinh hoạt điều đỏ, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, tận dụng điểm mạnh của mình để phát triển sự nghiệp. Về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 33, số 71, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Hợi Chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, cái điều này làm cho mối quan hệ xã hội của bạn không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mệnh tuổi Hợi có thể sẽ vướng phải tranh cãi với bạn bè, khiến cho đôi bên rơi vào chiến tranh lạnh và khi đã bình tĩnh lại thì bạn nên là người chủ động làm hòa. Và trong gia đình, với bà tuổi hợi tỏa ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý của mình, mà không để ý tới cảm nhận của người khác. Bà tuổi hợi hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng có coi việc người khác chiều theo ý của mình là hiển nhiên như vậy. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi hợi, lại đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải chú ý những kẻ tiểu nhân tiếp cận đến nịnh bợ mình. Đó rất có thể chính là kẻ tiểu nhân muốn lợi dụng sự cả tin của bạn để kiếm lợi cho mình. Và với bà tuổi hợi đừng có dễ dàng hài lòng khi nghe thấy những lời bùi tai, đường mật để làm thiêu. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, bạn bè dễ xảy ra mâu thuẫn chiến tranh lạnh với nhau từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đừng có ích kỷ, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Từ vi tuổi kỷ hỏi thuộc mệnh mộc, không hòa thuận với gia đình, người nhà dễ xảy ra tranh cãi. Từ vi tuổi tân hỏi thuộc mệnh kim, chú ý kẻo tiểu nhân nịnh bợ tiếp cận mình với ý đồ xấu. Từ vi tuổi quý hỏi thuộc mệnh thủy, không nên dễ dàng tin theo những lời bùi tai. Về đánh giá của bà tuổi hỏi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 55, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại